Mình bán bao nhiêu ký vậy cô? 1 ký. Còn luộc không? Có lần cũng dài luôn. 50.000 ký. Rồi đây rất là to. Đây là ăn nướng. Đây là con đường ở Trăng Long nha các bạn. Bên trên là ngã tư Nơi Trăng Long và Lê Văn Đục. Đi xuống khoảng tầm 300m sẽ thấy một tiệm bán khoai lang. Ở đây rất nhiều loại khoai lang. Ngoài ra có chuối nếp nướng nữa các bạn. Và củ sắn. Đây là chuối nếp nướng. Gì mà có cái nước ở trong còn thấp hơn nước dừa. Sao cắt ra hả? Dạ, lột ra hay là cắt đôi ra? Cắt đôi ra không? Sao không chín được con? Muốn hai rồi không chín rồi sao bán? Đó.